Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lịch sử dễ nhớ để hiểu hơn về các kiến thức lịch sử và xã hội nhé. Hẳn các bạn cũng nghe nói về phe tư bản chủ nghĩa và phe xã hội chủ nghĩa với hai ý thức hệ khác nhau nhỉ? Vậy tại sao thế giới lại hình thành các quốc gia theo tư bản chủ nghĩa và các quốc gia theo xã hội chủ nghĩa? Nguyên nhân ở hai ông lớn của những năm 1945, khi đó là Mỹ và Liên Xô. Khi ấy, hai ông lớn này thuộc về phe thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ hai, nên đã phân chia những chiến lợi phẩm của mình như cắt một miếng bánh. Và miếng bánh ấy thì luôn có hai cực với hai hệ tư tưởng khác nhau. Miếng bánh sẽ được chia vào ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 tại hội nghị Yalta, được tổ chức để phân định những điều kiện trên theo các hệ tư tưởng. Đó là một hợp tác quân sự để giải quyết những bất đồng giữa ba cường quốc, thắng trục phát xít và buộc Đức đầu hàng vô điều kiện, tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, đưa ra chính sách với Đức cũng như với các nước được giải phóng khi cục diện chiến tranh thế giới thứ hai đã ngã ngũ. Với sự tham gia của nguyên thủ ba cường quốc là Liên Xô, Mỹ và Anh, Tổng thống Mỹ Roosevelt, Thủ tướng Anh Churchill và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô lúc đó là Stalin, hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng. Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân Việt Nhật Bản để nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á. Thành lập Tổ chức Liên Hợp Quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới. Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. Sau hội nghị, trật tự thế giới có sự thay đổi lớn. Ở châu Âu là Đông Âu chịu ảnh hưởng từ Liên Xô và Tây Âu chịu ảnh hưởng từ Mỹ. Ở Đức là sự phân tách giữa Đông Đức và Tây Đức, Đông Berlin và Tây Berlin. Ở châu Á là hai hệ tư tưởng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật và quân đội Mỹ chiếm đóng quốc gia này, trả lại cho Trung Quốc vùng Mãn Châu, đảo Đài Loan và quần đảo Bành Hồ. Các quốc gia và vùng lãnh thổ trên bị phân chia về hướng các cường quốc thắng trận, rồi sau đó dần dần bị ảnh hưởng bởi các cường quốc đó, dẫn đến sự hình thành hai cực khác nhau là tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, hay còn gọi là trật tự hai cực Yalta. Sau hội nghị Yalta không lâu, từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 26 tháng 6 năm 1945, hội nghị quốc tế họp tại San Francisco, Mỹ với sự tham gia của các đại biểu 50 nước để thông qua bản hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc. Ngày 24 tháng 10 năm 1945, sau khi được quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản hiến chương chính thức có hiệu lực. Là văn kiện quan trọng nhất của Liên Hợp Quốc, hiến chương nêu rõ mục đích của tổ chức này là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. Để thực hiện mục đích đó, Liên Hợp Quốc hoạt động theo những nguyên tắc sau: bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước, không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào, giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Có thể thấy, khi thế giới hình thành hai cực, thì Liên Hợp Quốc đứng ra như một trọng tài giúp giải quyết các xung đột trên thế giới. Vâng, sau tất cả các diễn biến trên, từ sau năm 1945, thế giới đã phân chia thành hai cực Yalta do sự ảnh hưởng từ các ông lớn hàng đầu ở hai ý thức hệ là tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Sự phân chia này là nguyên nhân không nhỏ dẫn tới các cuộc xung đột quân sự sau này mà Liên Hợp Quốc là cán cân nhiều lần đã giải quyết các xung đột ấy.
Và bây giờ, để giúp các bạn dễ dàng hệ thống lại toàn bộ nội dung một cách ngắn gọn nhất, chúng ta cùng nhìn lại bức tranh toàn cảnh về sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1945 đến năm 1949 nhé. Lịch sử dễ nhớ xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ. Nếu thấy video hay, hãy dành 5 giây để ủng hộ Lịch sử dễ nhớ bằng cách nhấn like, subscribe kênh và để lại ý kiến để Lịch sử dễ nhớ có thêm những video hay và ý nghĩa để phục vụ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.